Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi gặp mặt với tiến sĩ toán học Lê Bá Khánh Trình, người được mệnh danh là cậu bé vàng của toán học Việt Nam những năm đầu thập kỷ 1980. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương bày tỏ niềm vui khi tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình về thăm Huế và có buổi gặp gỡ với đội ngũ giáo viên học sinh đang theo học môn toán học tại thành phố Huế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh phát triển giáo dục, trong đó có giáo dục mũi nhọn với việc xây dựng đầu tư cho đội tuyển toán, tham gia cả kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế, lấy lại vị thế cho vùng đất học. Để làm được điều này, tỉnh rất cần sự quan tâm và hỗ trợ của tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình nói riêng và những nhà khoa học hàng đầu nói chung trong hỗ trợ đào tạo học sinh chuyên toán. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành thông tin thêm về trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, những chính sách, sự đầu tư và quan tâm cho đội ngũ học sinh chuyên và giáo viên dạy chuyên toán nói riêng và các môn học nói chung để tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình hỗ trợ và hiện kế cho tỉnh để thúc đẩy phát triển lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó có toán học. Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh và bày tỏ ấn tượng với sự đầu tư của tỉnh dành cho giáo dục. Trong thời gian ở Huế, tiến sĩ sẽ thực hiện truyền cảm hứng đam mê toán học đến các em học sinh và sẽ có những kết nối hỗ trợ tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực toán học trình độ cao.